kiến thức của giáo viên sinh học thì Vân thấy là đây là một cái mà như là trời mang đến cho mình luôn đó. Cái chỉ số chống oxy hóa cao đã đành và lại nó lại có khả năng bảo vệ rất tốt rồi. Cho nên là Vân yêu ngay phút đầu tiên. Thế và đặc biệt cái viên tím, cái viên energy ấy các quý vị. Thế là nó có cái tinh chất cà phê xanh. Thì trước đó một năm thì Vân đã được một tiến sĩ dược ấy, bạn ấy phân tích về cái tinh chất cà phê xanh rất là tuyệt vời. Nó như là cái dọn rác trong cơ thể mình ấy. Cái mỡ mà mỡ thừa, mỡ xấu thì Vân thường gọi đấy là cái loại rác bẩn nhất mà cứng đầu nhất. Thì Vân nghĩ là Vân quá yêu luôn. Và lúc đấy các quý vị nhìn cái bụng có thấy không ạ? Vân biết nó là nguy cơ nhưng mà không chưa tìm được cái giải pháp thích hợp cho mình ấy. Cái mỡ và ở cái vòng nách cũng như vòng bụng, vòng đùi nó dập dình những cái nguy cơ về sức khỏe. Thế và trong quá trình sử dụng các quý vị biết không ạ? 5 tuần là Vân cai hẳn cà phê luôn các quý vị. 20 năm nghiện ngập mà Vân uống cà phê đen nhé các quý vị nhé, không đường và không bao giờ cho sữa. Vân sống phụ thuộc vào cà phê 20 năm. Thế vào lúc đó là 5 tuần là Vân chấm dứt không uống một giọt cà phê nào luôn cho đến giờ. Uống là giao lưu là vui thôi chứ không hề có một cái giọt cà phê nào nữa đấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tự nhiên thấy mình, tức là cái sự hụt hơi rồi cái mất năng lượng nó cứ dần dần nó giảm đi. Đó. Vân không chú ý chuyện cân nặng bởi vì Vân không thừa cân, không béo phì, chỉ có cái bụng xấu xí thế thôi. Với lại cái bên trong nó không có năng lượng thôi. Đó. Thế thì các quý vị biết không, khi uống xong rồi ấy, thì Vân đến tháng thứ 5 khi đo thì đấy, cái kết quả các quý vị nhìn thấy đúng không? Lúc đấy mới chỉ 7cm thôi nhá, vòng bụng xuống. Nhưng đến bây giờ, giờ phút này á, là 10cm các quý vị ạ. Và sản phẩm thông minh vô cùng. Vân hết tự nhiên, hết đau vai gáy, 6 tháng sau là hết đau vai gáy. Hết cả đau khớp các quý vị ạ. Hết cái chân to, chân bé, tức là chân trái của Vân trước đây nó khác đời ở cái chỗ là nó to. Nó to là do có một cái vụ tai nạn giao thông là nó bị to và nó cứng. Thì bây giờ tất cả các khớp rất uyển chuyển và nói thật là Vân như một cái đứa trẻ tăng động. Vân học múa và bắt đầu học múa và cái kết quả rất là tuyệt vời khi mà cô giáo dạy cũng phải rất là thích và rất là mê bởi vì Vân múa được những cái động tác khó hay là uyển chuyển là rất là tốt. Thế và cái sức khỏe thì các quý vị biết không, trước đây hụt hơi và cảm thấy buồn, không muốn giao tiếp với mọi người. Nhưng bây giờ ấy, thì nói chuyện suốt ngày. Và các quý vị biết không, chủ nhật tuần trước Vân đi chụp ảnh trả bài cho cô ở vườn hoa. Các quý vị, từ 13:30 mà đến 7 giờ tối Vân mới về đến nhà. Về đến nhà 8 giờ vẫn ngồi vào Zoom. Ngồi vào Zoom xong thì vẫn giao lưu, sau Zoom rồi giao lưu với bạn bè đến khoảng 11:30 mới đi ngủ, tức 23:30 đêm mới đi ngủ, nhưng hoàn toàn là không có một cái sự mệt mỏi nào các quý vị. Và cho đến bây giờ Vân cảm giác là mình hồi sinh và thực sự là mình sống. Thực sự là mình sống. Thế còn thì thời gian có hạn thôi, cho nên Vân chỉ chia sẻ những kết quả mà thực tế chúng ta nhìn thấy ở cái ngoại hình của Vân, đúng không ạ? Đó. Và đặc biệt là không còn thấy là kể cả nhảy múa suốt cả một tiếng đồng hồ liên nhưng không thấy tập tễnh bao giờ cả. Còn trước đây vào cái mùa này các quý vị biết không, Vân có những ngày phải bám cầu thang để đi á. Đó. Và hai nữa là cái bàn tay phải Vân bị ngủ dậy, nhất là mùa đông này thì sáng ra là gần như phải nằm. Đó, bởi vì nó cứ đau, nó cứng quắp cái tay này lại. Đấy là, hay là cái ruồi móc ở bên phải, mắt phải tự nhiên nó có một đốm ruồi nhỏ. Thậm chí là Vân không biết nó mất từ bao giờ nữa các quý vị. Còn da thì đẹp toàn thân luôn. Thế thì Vân có rất là nhiều các cái kết quả mà Vân theo dõi là một cái giáo viên sinh học. Và cũng là cái quá trình mà mình quyết định là đi tìm cái giải pháp cho sức khỏe của mình bằng con đường chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì Vân thấy là đây là một cái sản phẩm quá tuyệt vời. Và nếu như mang lại cái giá trị cho sức khỏe thì lại quá rẻ các quý vị. Quá rẻ và quá tuyệt vời. Thế và trong quá trình sử dụng thì lại chia sẻ cho bạn bè, chia sẻ mọi người thì lại hay tuyệt vời ở cái chỗ là mình là người mù công nghệ thì được các bạn ở đây cứ dẫn dắt, cứ bằng các cái video dẫn dắt rồi cũng mò, cũng làm được chia sẻ cho mọi người và cũng đã bắt đầu có những cái thu nhập.
Nói chung là Vân không nghĩ là mình lại có thêm một cái cơ hội đó là ngồi tại nhà và kinh doanh online toàn cầu. Đúng là ngoài 60 tuổi chưa bao giờ, rất là mù công nghệ luôn ấy, mà bây giờ có thêm một cái cơ hội như thế thì Vân thấy hạnh phúc thực sự. Cho nên Vân luôn luôn nói với mọi người là gì ạ, Query đến với Vân là một phước báu. Vân nói thật như vậy, về sức khỏe, về sắc diện. Và bây giờ là mặc áo dài size S cả nhà nhá. Query thông minh lắm ấy, thông minh đến cái mức mà cái vòng 1 của Vân ngày xưa năm 2003 bị một cái bên trái phẫu thuật mà nó mất đi 2 phần 3 rồi, mà đến bây giờ nó cân đối được các quý vị ạ. Ôi hạnh phúc lắm, Vân không phải làm thủ thuật về cái bên ấy nữa, mà vòng 1 và vòng 3 của Vân đúng đích thời thanh niên, vòng 2 bây giờ thì nó chỉ kém thời thanh niên. Bây giờ là 68 là thời thanh niên, 67 thời thanh niên thì 64, 65. Thế nhưng bây giờ xong là 66, bây giờ thì nó 67. Đấy, thì Vân nghĩ rằng là quá hạnh phúc cả nhà. Cho nên là còn nhiều cái Vân cảm nhận nó trẻ ra nó từ trong tế bào mình ấy, các quý vị. Nó từ cái ánh mắt ấy, nó từ tức là ánh mắt nụ cười mà Vân cảm thấy là bây giờ có muốn cáu giận không cáu giận nổi luôn đấy, có buồn không buồn được lâu luôn đấy cả nhà. Nó lại như vậy. Và có từng các cái cơ quan mà mình theo dõi thì Vân thấy là nó có nhiều điều tuyệt vời nữa. Nhưng hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ ở cái góc độ là chúng ta nhìn tổng thể bên ngoài thôi, còn những âm thầm của từng cơ quan một thì hôm khác Vân xin phép để chia sẻ tiếp với mọi người. Nhưng chỉ nói rằng là Vân rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn em Hùng Thi, cảm ơn chương trình, và sẽ có một dịp Vân chia sẻ tiếp những cái bí mật đằng sau đó nữa. Rất là tuyệt vời các quý vị ạ. Chúng ta sử dụng sản phẩm, chúng ta hãy lắng nghe theo dõi thì chúng ta sẽ thấy một cái điều là nó diệu kỳ lắm đối với cái sản phẩm này. Nên là Vân xin chúc mọi người sức khỏe, bình an và hạnh phúc, và Vân rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn.